danh Bồ Tát Địa Tạng Thoát khỏi vận mệnh xấu Hoàng Tú Hương Từ quê lên thành thị làm công Đêm nào cũng mơ thấy ác mộng Khiến cô giật mình tỉnh giấc Tinh thần hoảng loạn Cô nghe nói Niệm Nam Mô Địa Tạng Dương Bồ Tát Sẽ có thể ngủ an còn được tăng may mắn chuyển giữ thành lành. Thế là hàng ngày cô bỏ ra 20 phút để nhiếp tâm niệm danh ngài ngàn lần. Không ngờ đêm đến cô ngủ được an ổn, từ đấy ác mộng dần giảm đi. Một đêm nọ, cô mơ thấy mình và mấy người bạn gái cùng quê bị một bọn người hung ác bắt, nói là sẽ đưa bọn cô đi làm kỹ nữ. Cô vô cùng hoảng sợ, lập tức niệm Nam Mô Địa Tạng Dương Bồ Tát. Mới niệm mấy câu, thì thấy một hòa thượng tay cầm tích trượng hiện đến, chỉ vào cô và nói với mấy tên hung ác rằng, Đây là người của ta, các người không được phép bắt. Ngài nói xong, thì đám người ác liền bỏ đi cô được an toàn tỉnh dậy cô cảm thấy giấc mộng này rất kỳ quái hai tháng sau có mấy cô bạn ở dưới quê ghé thăm rủ cô cùng đi phúc kiến làm công mỗi tháng lương hơn bảy triệu còn được chi trước ba triệu rưỡi gọi là ứng trước phí trợ cấp để lo cho gia đình ở nhà cô nghe nói rất mừng vội chuẩn bị hành lý nào về hôm sau bị đau bụng dữ dội đi tả suốt không ngừng do vậy mà không thể đi thầm tiếc mình bị mất dịp may nửa năm sau nghe từ quê nhà báo tin lên mấy cô bạn gái kia bị nhóm xã hội đen hung ác lừa dẫn lên phúc kiến rồi bán qua đài loan làm gái Lúc này cô mới nhớ đến giấc mộng kỳ lạ trước đây. Nhân đó càng tăng thêm niềm tin đối với uy lực nhiệm màu của Bồ Tát Địa Tạng. Trong Kinh Địa Tạng nói, Nếu có người niệm danh Bồ Tát Địa Tạng Dương ngàn lần, kiên trì ba năm, Bồ Tát sẽ phái thần thổ địa là vị phúc đức chánh thần, bảo vệ họ trọn đời khiến họ không gặp tai ương quả hại được sống an ổn y thực đầy đủ tài phú dần tăng không in sách tà được thiện báo phụ trung hòa đài loan có một xưởng in giám đốc tính rất ngay thẳng trong sáng thường ngày khi nhận đơn đặt hàng ông luôn theo nguyên tắc không in sách dung tục nhảm nhí, không in truyện tranh xét, dâm thư, bạo lực, không in bất cứ loại sách báo nào có nội dung không lành mạnh. Thông thường, những dạng sách này luôn được đặt in số lượng lớn, vì lợi nhuận cao nên khách ưa đặt nhiều. thế nhưng, giám đốc không hề vì lợi mà động tâm dù ông từ chối in loại hàng này song không vì thế mà bị thiệt thòi ngược lại nhà in cứ phất như mặt trời đang lên khách tìm đến càng đông đơn đặt hàng tới tấp không ngưng giám đốc không ưa uống rượu chẳng bao giờ chịu ký hợp đồng nơi quán nhậu hay tiệm karaoke chi tính ông cũng không ưa thù tạc xã giao gì hàng ngày ngoài công tác ra thời gian còn lại ông đều ở nhà bình thường luôn khuyên vợ con xuyên năng học phật pháp ông kinh doanh trung thực như thế công xưởng chẳng những phát tốt mà đến nay đã trở thành một nhà in tầm cỡ tối tân nổi tiếng nhất thành phố quan niệm sống và cách thức làm việc của giám đốc đã chứng minh cứ làm tròn bổn phận mình, không cần thiết phải ký kết hợp đồng nơi tửu quán, hay chốn ăn chơi để cầu khách, cũng không cần phải chi bo hay tung tiền hoa hồng để giữ khách, mà chính là nương vào phẩm chất nhân thân cao đẹp, khi quản lý hành sự luôn giữ đạo đức. Đây chính là kinh doanh chân chính in dâm thư dâm họa xuất bản truyện sách xét phát hành ra thị trường khiến người đọc khởi tà tâm sinh mây muội thần hồn bị điên đảo gieo hại cho vô số thanh niên nam nữ tội này rất lớn dù trước mắt thầy thu lợi nhuận nhiều nhưng sau này hiểm họa giáng xuống không lường được giám đốc nhà in này nhờ ông không in sách tà dâm nên hiện đời được hảo báo là gia đình hạnh phúc kinh doanh bền phất to vì vậy người khởi nghiệp cần nhớ mệnh do ta tạo phúc do ta lập hành thiện hay làm ác đều góp phần cải biến vận mệnh mình tất cả phúc điền không lìa một bản tâm tất cả họa phúc không lìa từng cử động lời nói hành vi ý nghĩ của ta, vì vậy phải hết sức cẩn trọng. Lời sám hối của một nữ nhân. Tôi sinh năm 1986, 31 tuổi, là người Quảng Đông, trước đây tôi rất xinh đẹp, được phong tặng là hoa khôi trong vùng. Gia đình tôi không theo tín ngưỡng nào Nên tôi không biết đến Phật Pháp Hoàn toàn không tin nhân quả báo ứng Hay thuyết luân hồi chi Chỉ nghĩ chết là hết Vì vậy tôi quan niệm Sống là cứ tận hưởng hạnh phúc quan lạc Do từ nhỏ tôi không được giáo dục Phải sống nhân nghĩa trung hậu Mà nhà trường cũng không chú trọng dạy về điều này. Nên tôi sống luôn cố tranh đoạt mọi thứ bằng khả năng có được của mình. Vì tôi sở hữu sắc đẹp mỹ miều hơn người, nên điều đầu tiên là phải tận dụng nó. Gia đình tôi thuộc loại trung lưu, mà tôi thì thích có nhiều tiền. Vì có tiền là có tất cả. Tất nhiên, các nam nhân theo đuổi tôi rất nhiều, nhưng tôi chỉ thích cặp với đại gia, vì chỉ họ mới có thể cung cấp tiền bạc vật chất đầy đủ cho tôi. Chuyện tình cảm tôi luôn kín đáo, chẳng để mọi người biết, mà vị đại gia tôi quen thì đã có vợ nên ông cũng không muốn công khai mối quan hệ với tôi. Tôi có bề ngoài duyên dáng quý phái, cộng với nhan soát diễm lệ thì tôi tha hồ muốn gì có đó vì đại gia cung cấp tiền cho tôi tiêu xài thỏa thích tôi không hề nghĩ làm kẻ thứ ba là xấu hoàn toàn không biết việc bán thân cầu hưởng thụ vật chất vinh hoa là điều sỉ nhục đang xấu hổ trước mắt tôi sống như một người sinh ra trong từng lớp thượng lưu Tôi cũng mơ sau này sẽ lấy chồng giàu để khỏi phải làm lụng kiếm sống. Từ 18 đến 24 tuổi là 6 năm tôi sống như bà Hoàng. Như tôi đã nói, có nhan sắc là có tất cả. Tôi là cô gái thực dụng, người suy mê tôi có rất nhiều. Nếu thích thì tôi đùa bỡn làm khổ những kẻ suy tình chút chút để giải trí. Còn ai muốn tôi ngõ đến thì trong túi phải đầy ắp tiền. Tánh tình tôi hoàn toàn tỷ lệ nghịch với bề ngoài xinh đẹp của tôi. Tôi là đứa con không có hiếu, không biết kính già yêu trẻ, đợi với người già, tôi cho rằng họ tuổi cao vô dụng, có chết đi thì cũng tốt. Đối với cha mẹ, tôi ngỗ nghịch hay cãi ngàn nhiên trả treo. Mấy mươi năm nay, chưa từng đem tiền về nuôi song thân, cũng không thương em út, toàn là gây cãi không ngừng. Nhìn ai, tôi cũng thấy họ không tốt. Khi tôi 25 tuổi, nghĩ mình không còn trẻ, chẳng nên làm cái bóng bên ông đại gia nữa. Thế là tôi cắt đứt quan hệ, chuẩn bị kiếm tấm chồng đàng hoàng. Sau đó tôi vào bệnh viện Tiến hành phẫu thuật Tạo hình thể giả Minh chứng mình là gái tân Làm vậy để sau này Nếu có quen bạn trai mới Tôi tha hồ qua mặt Thoải mái Đóng dài gái nhà lành Cuối năm đó Một người bà con giới thiệu bạn trai cho tôi Thấy anh này điều kiện kinh tế rất tốt Tiền nhiều, giàu có Nên tôi đồng ý quen cho dù tôi đã tạo hình gái trinh, song bản chất tôi khó thể trong trắng. Vì một khi đã quen thói buông thả, thì khó mà thu thuốc giữ gìn. Giao du với anh chàng nhà giàu được mấy tháng. Chưa làm lễ kết hôn, thì tôi và anh ta đã dội sống chung. Ở với nhau hơn một năm, chúng tôi chỉ xem phim xét, thưởng thức toàn gian quá đồi trụy nên đầu óc chẳng có gì tốt lành ngoài những dục nhiễm thô tục ủy trượt hai đứa có cùng chí hướng đa dâm đa dục vậy mà sống chẳng hạnh phúc cuối cùng do hay gây cãi mà chia tay chia tay được một năm tôi thấy thân thể không khỏe đi kiểm tra mới biết mình bị chứng cường giáp bướu cổ đau khớp thị lực giảm vân vân đành uống thuốc chữa trị trong thời gian này vì kinh tế túng bấn nên tôi tiếp tục qua lại với một đại gia để có tiền xài năm hai mươi bảy tuổi qua trang web hẹn hò trên mạng tôi quen một nam nhân vì đang cần kết hôn sợ anh ta biết quá khứ của mình tôi lại đi phẫu thuật để làm gái tân tiếp Lúc này, tôi cũng nhận ra mình và bạn trai không hợp tính nhau, nhưng chẳng biết do ma xui hay quỷ khiến mà tôi lại chịu đăng ký kết hôn với anh ta. Kết quả, chưa được mấy tháng, bất hòa phát sinh ngày càng lớn, phải chia tay. Lúc này tôi đã có thai, vì quyết định ly hôn nên tôi đi phá thai. Sau khi nỗi đau và vết thương lòng nguôi ngoai, Tôi lại vào trang tìm người yêu trên mạng và quen một nam nhân. Cảm thấy anh này quá hợp, thế là chưa đầy ba tháng tôi đã kết hôn, sau đó lại ly hôn. Ly hôn rồi, vì cần người cung phụng vật chất, tôi tiếp tục gian diếu thầm lén với một đại gia đã có vợ. Tôi không hề biết là do tà dâm mà tôi không có được hôn nhân hạnh phúc sau này nhờ học phật tôi mới hiểu ra tính tôi rất thích ăn mặc hở hang tôi cho rằng ăn giận như vậy mới đẹp và hấp dẫn mới thu hút tia nhìn của người khác giới khi giao du tôi chẳng thèm quan tâm đối tượng đã có gia đình hay chưa chỉ cần họ có đủ điều kiện là tôi sẵn sàng liếc mắt đưa tình tay nắm chân chạm tôi mang một nhan sắc đẹp nhưng tâm tư thì băng hoại vì đầu óc luôn chứa toàn ý dâm dưới bầu trời này không có gì là bí mật cho dù chuyện tình ái tôi có khéo giấu đến mấy thì cuối cùng cũng bị mọi người biết vì quê tôi là một tiểu trấn nhỏ mà thiên hạ vốn ưa bàn tán sầm xì nên một đồn mười mười đồn trăm rốt cuộc ai cũng biết chuyện tà dâm đáng xấu hổ của tôi biết tôi là một phụ nữ xấu xa dơ bẩn nên tất cả đều xem thường tôi luôn dè biểu sau lưng và coi tôi như ôn dịch cha mẹ tôi cũng bị xấu hổ mất mặt xem như tôi đã hủy hoại danh dự cả nhà tôi bị sốc nặng vì dư luận khó khăn tôi đã tự sát nhưng không thành Lúc đó, tâm tư tôi như muốn quá điên, vì thấy đời mình xem như chấm hết. Ban ngày thì đầu óc hỗn loạn mê muội, đêm đến tôi trùm chăn nằm khóc mướt, tinh thần bị đả kích rất mạnh. Chừng cường giáp trị lành trước đây lại tái phát. Tôi phải uống thuốc chữa trị rất nhiều. Nhìn các bạn gái đồng trang lứa sống vui vẻ hạnh phúc, tôi lại càng buồn khổ, khi thấy mình thui thủi cô đơn, sống mà giống như đã chết. Từ đây hết mong gì, có ai yêu tôi, hỏi cưới tôi đường hoàng. Một khi quá khứ của tôi đã bị phanh phui. Ngẫm nghĩ, tôi cáo tiếc bèn lấy điện thoại nhắn tin chửi rủa những người đã theo lẻo tung tin về đời tư của tôi. Chưa hết, tôi còn lên mạng vào những trang nét vô văn hóa, dùng đủ lời lẽ tục tiểu dơ bẩn để mã lị người. Tôi hành xử giống như một kẻ điên, tiếp tục chửi rủa những người đã gây cuộc thị phi, đắc tội với tôi. Tôi nguyện rủa họ dùng những ngôn từ tục tằng khó nghe để trả thù trúc hận bây giờ nhớ lại thấy mình tạo nghiệp trên mạng thật rất đáng sợ do tà dâm nên phát sinh nhiều hệ lụy ngoài tai tiếng nhan sắc tôi còn bị xuống cấp xấu dần đi để tránh dư luận tôi phải lìa quê mưu sinh ở nơi thật xa Hiện thời những gì tôi có được toàn là thất bại, bệnh tật, hệ thống miễn dịch thấp, dễ bốc quả, máu quý không đều, âm đạo viêm, thị lực giảm dân dân. Riêng tâm lý thì u ám không cùng, tâm thường quảng hút, luôn có cảm giác sợ sệt. Những lúc gặp hay nói chuyện cùng người thì mắt cứ dán chặt vào đối phương, Tuy nhìn vậy nhưng tâm giống như người vô hồn, chẳng biết gì. Tai hại hơn, mắt tôi còn không tự chủ, cứ nhìn chằm chằm vào đáy quần của nam nhân. Đây đúng là ác báo quái dị. Thời tôi trụ tại đỉnh cao của tà dâm đã từng có ý nghĩ, dù tôi có hút ma túy cũng chả sao, nhưng may là tôi không có cơ hội để thử nếu không hậu quả thật khó mà tưởng tượng bây giờ tôi đang tuột dốc tận đáy xã hội sống đơn độc không con không của cải công tá không ổn định chức vụ thấp lương ít thường đổi công tác luôn làm việc nhiều năm vẫn là nhân viên quèn bị người sai khiến đi làm khổ như địa ngục mấy năm nay tôi không có bạn bè chung quanh toàn là ác duyên tôi rất cô độc không chồng không xe không nhà không điền sản chỉ có thể nương vào cha mẹ trước đây tôi là cô gái xinh đẹp mỹ miều đằng đằng khí thế giờ lại biến thành kẻ xấu xí ở tận đáy xã hội trong những ngày tháng đau khổ tận cùng tình cờ tôi lên nét gặp những trang hoàng pháp của Phật giáo, xem truyện báo ứng nhân quả, nghe giảng pháp, rồi học tụng kinh ăn chay, đọc những lời sám hối của các pháp lữ có cảnh ngộ giống mình, thấy họ nguyện hoàng lương tu học theo pháp Phật, tôi cũng tỉnh giác theo, tự thệ từ nay sẽ học Phật hành pháp đến nơi để chấm dứt đau khổ. Nhờ nghiên cứu giáo lý Phật, tôi hiểu ra tất cả khổ đau mình đang gánh chịu là do nhân xấu tôi gieo. Vì tôi sống tà dâm nên không bao giờ có được hạnh phúc trong hôn nhân. Do tình ích kỷ, chỉ muốn lợi dụng người nên tôi bị cô đơn, không bạn bè. Ác báo đã dán xuống tôi rất công bình và tương xứng. Nhìn lại quá khứ khó khăn, tim tôi như rỉ máu. Để cứu chuộc tội lỗi của mình, tôi chỉ biết nỗ lực, giới sắc, thệ ăn chay trường, dứt tuyệt đồ mặn. Tôi nguyện sống hiếu thuận với cha mẹ, học khoan dung để cải biến cảnh ngộ và gắn tạo nhiều phúc điền. Sau khi quy y tam bảo, thệ ăn chay, nguyện sám hối, tu sửa, và nghiêm trì ngủ giới được hơn một năm thì mọi sự dần chuyển tốt khí sắc tôi cũng hồi phục bệnh tật được bình ổn hiện tại tôi không còn khổ đau càng hành phật pháp càng an lạc tôi không còn cô đơn vì có nhiều pháp lữ đồng tu chia sẻ kinh nghiệm nhiệt tình khuyến khích dìu dắt tôi trên con đường đạo tôi viết bài này để phát lộ sám hối bày tỏ lòng ăn năn chân thành và cũng rất muốn cảnh tỉnh các bạn nam nữ xin đừng sống như tôi xin đừng tà dâm vì sống tà dâm chính là tự hủy hoại mình ác báo nhất định sẽ ập tới nếu không nhờ nghiên cứu tu học phật pháp thì có lẽ bây giờ tôi đã vào diện tâm thần hoặc đã lìa cõi dương gian này rồi. Tôi khẩn thiết khuyên các vị nam nữ đừng xem tình yêu hay hôn nhân là trò đùa. Trước khi kết hôn, ngàn vạn lần không nên sống thử, không nên sống chung. Chẳng nên chiều theo tình dục, đừng vì ham vui nhất thời mà nếm khổ thiên thu sau khi biết phật pháp rồi tôi quyết tâm làm lại cuộc đời không dứt bỏ mình nữa tôi thệ dứt ác tu thiện nỗ lực làm người tốt nguyện tận lực hành theo pháp phật tuân giữ triệt để các giới phật chế dành cho người tại gia tôi phát nguyện đời đời vĩnh kiếp không bao giờ ăn thịt chúng sinh khi sinh ra dù mang thân nam hay nữ nguyện luôn sống đức hạnh trinh khiết cảm ơn trang nét phật học đã dạy cho tôi những điều cực kỳ quý giá để sống không uổng phí những tháng ngày còn lại sự cảm kích tri ân vô tận này khó thể diễn tả bằng lời tôi cũng mong phật pháp được truyền rộng rãi khiến mọi người được biết đến đồng tu sửa thoát khổ đau đối với tôi phật pháp là kim chỉ nam quý báu vô cùng tận vì đã cứu độ và thức tỉnh tôi bước ra khỏi lầm mi nếu như tôi biết phật pháp sớm nếu như tôi được giáo dục hành theo phật pháp ngay từ nhỏ thì sẽ không có lỗi lầm như hiện tại văn tôi không hay nên tôi không biết diễn đạt lòng mình sao cho quý vị hiểu. Hy vọng bài viết này sẽ giúp ích cho những người từng lạc lối giống như tôi. NLH năm 2017